Alo, alo, dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi đến quý vị nghe một cái câu chuyện nói về một cái bà thím này rất là tuyệt vời và đã làm gì với cái anh chàng cháu trai này. Thì cháu trai này là một cái anh chàng cháu trai hàng xóm nha quý vị. Vào nữa đi, nhanh đi. Thì không biết là cái câu chuyện này nó như thế nào. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì có một cái bà thím này, bà không có chồng và bà rất là đẹp và đang ở độ tuổi hồi xuân. Bà thích bận những cái bộ trang phục mà màu đỏ, màu hồng, áo đầm này nọ kia. Thì người phụ nữ mà bước đến giai đoạn hồi xuân á, là người ta muốn khám phá và muốn trẻ trung yêu đời, cho nên là người ta thích những cái gam màu sáng như vậy. Và bà có một cái dãy phòng trọ, thì cái dãy phòng trọ này có rất là nhiều những người sinh viên người ta mướn ở đây. Thì những anh chàng, những cô gái mà đi học xa nhà đó thì mướn những phòng này lại để mà ở. Và cái chi phí sinh hoạt thì khoảng chừng 1,5 triệu một tháng. Thì trong đây có một cái anh chàng sinh viên này chưa có người yêu mà mặt rất là đẹp trai, rất là mặt rất là sáng. Và cái bà thím này bà rất là để ý, bà để ý thấy anh này cũng chịu khó đi làm thêm mà cố gắng học dữ lắm, sinh viên năm cuối mà. Thì bà thím này bà nhiều lần anh này ảnh nói là cô thông cảm cháu vài tháng nữa cháu có lương cháu trả. Thì bà mới nói ôi thì chừng nào cháu có tiền cháu trả cô cũng được. Đâu có quan trọng gì đâu. Thì cái bữa hôm đó là buổi trưa, trời cũng có như nắng gắt á, thì cái bà thím này bà mới đi qua nhà của cái anh chàng sinh viên này mà bà kêu là cháu, còn cái anh này thì gọi bà là bà thím không à. Thì qua bển thì bà gõ cửa, thì cái anh này anh đang trong nhà đang xem tivi, thì anh mới mời bà thím này vào. Thì bà thím này mới vào và nói cháu đang làm cái gì vậy? Nói vậy cháu đang nghỉ mệt tại vì hổm dài học bài thi quá cháu cũng mệt quá, mời mời thím ngồi. Thì bà thím này bà mới nói chứ thím thấy cháu cứ lo làm kiếm tiền mà cũng không có tiền trả nợ tiền nhà nữa, cho nên là thím thấy cũng tội nghiệp, thím cũng muốn giúp đỡ cháu. Nếu như mà cháu đồng ý thì thím sẽ nói cho cháu biết cái cách để kiếm tiền dễ này lắm, cách này dễ lắm. Thì anh này anh nghe cách kiếm tiền thì anh mừng lắm, anh nói dạ thím chỉ giùm cháu đi, cháu cũng rất là muốn kiếm công việc này công việc kia để có tiền để trả đóng tiền nhà cho thím rồi lo cho học hành nữa. Thì bắt đầu là bà thím bà mới nói chứ cháu chỉ cần thức với thím đêm nay thôi, thức một đêm thôi thì thím sẽ cho cháu nhiều hơn thế nữa, cho cháu một chiếc xe máy rồi miễn phí mấy tháng tiền nhà luôn. Thì anh này ảnh mới nói ơ thế thì không có được đâu thím ơi, cháu sợ lắm cháu không có dám làm vậy đâu, cháu sợ ba mẹ biết lắm. Thím không nói, con không nói thì làm sao mà ba mẹ con dưới quê biết được. Thì thôi bây giờ con cứ suy nghĩ, khi nào con đồng ý thì hãy gọi số phone này của thím, đây là số này của thím. Thì anh này ảnh không có đồng ý điều đó và bà thím này bả đi về. Thì qua ngày mai á, thì nghe đâu chứ quê gọi điện thoại lên nói là ba của anh này bị tim nhập viện và cần phải phẫu thuật tim để mà giống như là thông cái đường ống tim nó bị hẹp đó, cần một số chi tiền chi phí cho phẫu thuật rất là lớn luôn. Và anh ta là một đứa con rất là có hiếu cho nên là nghe như vậy thì rất là sợ, sợ ba mình mất á. Thành thử ra anh này anh mới tìm tới bà thím và nói rằng thím ơi, hoàn cảnh con như vậy thím có thể giúp con không? Thì bà thím bảo nói chứ trời ơi, con có nhớ lần trước thím ra một cái lời đề nghị với con không? Nếu như mà con đồng ý làm cho thím cái điều đó thì thím sẽ cho con số tiền để mà cho ba con phẫu thuật rồi cho con một chiếc xe để đi nữa, cho tiền con bỏ túi nữa. Thì anh này ảnh nghe vậy thì ảnh không phải là ảnh không phải là con người ham tiền, ảnh biết là làm vậy là không có đúng, là lợi dụng cái bà thím này. Nhưng mà bây giờ nếu mình không đồng ý á, thì ba của mình á, là sẽ chết, cho nên là vì chữ hiếu chữ tình cho nên là anh ta nói là con chấp nhận. Thì bà thím này bà đã chi một số tiền rất lớn cho ba của anh này phẫu thuật đồ rất là tốt, ok hết. Thì anh này làm theo những gì bà thím là đòi nói
Và anh này là con trai mới lớn mà gặp cái bà thím này thì bà lại hiểu chuyện, hiểu đời nữa. Thành thử ra anh này đã đi theo một cái vòng xoáy và cứ thế tiếp diễn và anh ta đã yêu cái bà này lúc nào không hay. Nhưng mà khoảng một thời gian sau đó thì khoảng 6 tháng sau luôn, hai người qua lại với nhau thì cái bà thím này là trong một cái lần đó thì anh ảnh đi học về thì anh thấy là bà thím này là đang ngồi trên xe Honda mà hai người tình tứ lắm với một cái anh chàng nào đó lạ lắm. Thì anh này ảnh ghen tại vì ảnh cũng yêu cái bà này mà bây giờ cái bà này bà lại đi với một cái người phi công trẻ khác nữa. Thì ảnh mới tức quá, ảnh mới hỏi thì bà thím bà mới nói chứ cậu ghen nha. Đây là người bạn trai của tôi, có gì đâu mà cậu phải hỏi. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta tiếp tục, còn nếu không thì đường ai nấy đi. Tôi với cậu chẳng qua chỉ là giống như là lợi dụng lẫn nhau thôi chứ không có gì mà gọi là tình cảm ở đây chân. Thì trong lòng của anh này tan nát khi mà trái tim của anh ta đã đặt sai người. Đó, mình khi mình yêu ai mình phải biết cái người đó là ai và người ta có thật lòng đến với mình hay không. Thì ngay từ đầu hai người đến với nhau, một người vì tình, một người vì tiền, cho nên là bây giờ kết thúc thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Thì bà thím này bả làm cho anh ta mới thức tỉnh ra là từ bấy lâu nay bà thím này chỉ lợi dụng thôi. Anh này thì ảnh mới ban đầu là vì đến với bà này vì tình tiền thiệt, nhưng sau này ảnh thương bà thím này thiệt lòng. Nhưng đối với những người phụ nữ như vậy thì họ không biết tình yêu là gì, cho nên là họ không có trân quý cái tình yêu của cái anh chàng sinh viên này. Thì sau đó anh này anh đã dọn ra khỏi căn nhà và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù là nó hơi trễ, nó hơi muộn, nhưng mà anh ta thức tỉnh nhờ cái câu nói của bà thím, chứ nếu không là cuộc đời của anh ta sẽ đi vào một cái ngõ cụt không có đường thoát. Một người thanh niên có tinh thần cầu tiến, có ý chí mà lại bị những cái cám dỗ làm cho nó ra nông nổi như vậy, thì anh ta muốn kể câu chuyện này cho quý vị khán giả ở đây cùng nghe. Và nếu như mà ai mà nằm trong trường hợp này á thì mình có cách mình tránh ha quý vị ha. Đó, thì làm gì làm đừng bao giờ mà lấy cái tình cảm ra để mà cá cược, rồi á mình cũng sẽ gặp những cái hối hận, mình hối tiếc á, anh ta hối tiếc vì anh ta đã tin nhầm người, đã yêu nhầm người. Một người phụ nữ như cái bà thím này thì có đáng để yêu hay không quý vị? Nhưng anh chàng này ảnh đã nhẹ dạ cả tin và tin vào một cái tình yêu không đâu vào đâu, cho nên là bây giờ cuộc đời của anh ta là đi vào một cái ngõ cụt. Nhưng mà không sao, bây giờ mình bỏ hết, mình làm lại từ đầu, chuyện gì cũng có thể hết đó. Nhưng mà để quên một cái mối tình thì điều đó không có phải dễ đâu quý vị. Đó, thì đây không phải là một tình yêu, đây là một cái sự lợi dụng, cho nên là anh ta đã kịp thời thức tỉnh và bây giờ anh ta đã ra trường và có một cái gia đình hạnh phúc. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.